Chào mừng quý diễn giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay là tiếp tục giới thiệu những người một cái cưa rất là đặc biệt. Thì cái cưa này bên cửa hàng mình vừa về ha. Cái cưa này có công dụng anh em dùng để cưa bê tông nhẹ. Chiều dài là 60 cm nha anh em. Chiều dài 60 cm. Đó, cái lưỡi cưa đặc biệt nó là lưỡi hợp kim. Thì lưỡi hợp kim này nó sẽ phân bổ là một cái gắn cái không anh em nha. Thì cái chức năng của con này là dùng để cưa bê tông nhẹ hàng công nghiệp nha anh em. Của hãng Total Industrial. Đây 24 mm tương đương với 60 600 mm. Đó. Nha. Cưa như thế này. Thì trong cái vấn đề mà xây dựng á, hiện tại bây giờ anh em biết trong xây dựng có nhiều cái công trình nó xài cái bê tông nhẹ, gạch lót mà gọi bê tông nhẹ ha. Có một cái loại gạch mà dùng bê tông nhẹ, chúng ta mỗi lần chúng ta muốn cắt á thì chúng ta ráp lại á thì chúng ta dùng máy lớn ha. Còn bây giờ á chúng ta có thể dùng cái cưa này để chúng ta cắt nha. Dùng cưa này để cắt cắt bê tông di động hoặc thì theo thông số kỹ thuật nha, cắt gạch tro nung tiệt trùng tấm thạch cao. Theo mình nghĩ tới này cắt tấm thạch cao khó lắm anh em ha. Thông số nó ghi trên hãng nhiều lúc cũng không có đó. Đúng cái tên của con này luôn là dùng để cưa bê tông nhẹ nha anh em. Nên công việc của anh em chắc mình nghĩ về anh em chỉ cưa bê tông thôi nha. Đó, thay vì chúng ta dùng máy lớn thì chúng ta dùng cái cưa này phát cho anh em thợ xây á nha. Đó, anh em thợ xây một cái cưa khi mà chúng ta cần xẻ ra. Đó, ví dụ như một cái bê tông nhẹ đó anh em cần cắt ra phân nửa, 1/3, 1/4 thì bình thường chúng ta dùng cái máy lớn ha thì nó kéo điện tùm lum hết. Thì bây giờ hãng là sản xuất ra một cái cưa như thế này để phục vụ cho cái công việc anh em thợ đó ha. Dài cái chiều dài nó tới 600 mm luôn nha, rất là dài nha anh em ha. Thì thiết kế mỗi một cái răng như thế này á, thì nó một răng bỏ một răng nè anh em nè, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 răng anh em, 17 răng đó, tổng cộng là 17 răng. Rồi cái cưa này bên cửa hàng mình đang bán với giá là chỉ có 250 ngàn thôi anh em, 250 ngàn cho cái cưa này. Anh em nào đang có nhu cầu thì ghé cửa hàng mình lấy ha. Thì thực sự mà nói cái ngành mà cắt cái này thì sự cũng không phải là đa dạng, chỉ phụ thuộc với những anh em mà thợ xây thôi ha. Những cái công trình mà có cái xài bê tông nhẹ đó thì mới xài cái cưa này, chứ nó không phải là dạng cưa đại trà nha. Nó cũng không phải là dành cho một cái cưa đại trà hoặc công việc hàng ngày, nó dành cho những cái công việc gọi là chuyên dụng thôi. Anh em gặp cái công trình đó thì anh em mới xài. Còn nếu mà cái công trình đó mà sạch gạch nung bình thường á thì chúng ta cũng không có xài tới nha, không có xài tới. Thì chúng ta chỉ xài bê tông, các bê tông nhẹ thôi. Rồi, ok anh em. 250 ngàn cho cái cưa này ha. Hàng vừa về luôn. Hầu như anh em trên thị trường kiếm cưa như thế này rất là khó nha. Đó, cưa những cái dòng này rất là khó nha. Đó. Nên hãng nó có về là mình về mình đem về mình giới thiệu luôn ha. Rồi, cảm ơn em nha. Xin chào, hẹn gặp lại.